còn đồ ăn sáng cho tôi đi. Hôm nay cả nhà... Cái gì mà cả nhà? Dọn đồ ăn sáng cho tôi nhanh lên. Lắm lời vừa thôi. Nhưng mà tôi chưa nói hết. Ông chủ bảo là... Bảo cái gì mà bảo? Việc của tôi là phải ăn sáng trước. Rồi làm gì là... Được chưa? Không phép tắc gì. Này, thái độ gì đấy hả? Này, điếc à? Là tôi bị điếc hay là do cậu bất lịch sự thế? Cô biết cô đang nói chuyện với ai không? Nói lại nghe xem nào. Tôi có tên có tuổi, nếu mà không biết ý, thì có thể gọi em ơi, cô ơi hay là cô ô xin ơi cũng được. Cô... cô gì ơi, như thế thì lịch sự quá cơ. Mà còn nữa, trong một cuộc giao tiếp ý, mình nói thì phải để cho người khác nói. Mình muốn biết mà không để cho người khác trả lời, rồi nhảy vào mồm người ta như thế, rồi quay ra trách mắc à? À chà, tức là ô xin thời nay đáo để nhờ. Chủ nói một câu mà cả chấm trẻ. À, chắc là cô được chị ta chống lưng cho nên là hóng hách như thế đúng không? Tôi thì có ai chống lưng. Mà trong mắt anh ô xin không phải là người à? Làm ơn đối xử với con người giống con người một chút đi. Tóm lại, đồ ăn sáng tôi đâu? Hôm nay cả nhà ăn sáng ngoài sân vườn. Ông chủ bảo là khi nào cậu ra thì nói với cậu, ra đấy. Sao cô nói tôi ngay từ đầu? Cậu để cho tôi nói à? Cái đồ khó ưa. Tôi chỉ khó ưa với những người đáng ghét thôi. Cô. À mà quên nói với cậu chủ, tôi chỉ là phục dịch của ông chủ thôi, chứ không phải là đầu bếp hay là có nghĩa vụ mang đồ ăn sáng ra cho cậu. Cô được lắm. May cho cô, hôm nay cô gặp tôi đấy. Cô mà gặp người khác trong cái nhà này ấy, cô tiêu đời rồi. Nếu cô mà còn giữ cái thái độ đấy, cô chỉ chắc. Đúng rồi, ai mà dám thái độ với chủ của mình như thế chứ. Chẳng qua là anh làm cho tức thôi. Cũng may là anh ta không làm gì mình. Nếu không thì mình chết chắc. Giám đốc, cà phê của chị đây ạ. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài ạ. Con đã. Chị có chuyện gì ạ? Cà phê cậu pha ấy ngon lắm đấy. Uống hết cốc này đi. Giám đốc, chị nói như thế là ý gì ạ? Bình thường ấy, cậu cho tôi uống thứ nước gì thì tôi nghĩ là cậu cũng nên được thưởng thức để còn biết mùi vị như thế nào nữa chứ. Cái quái gì thế này? Sáng nay mình có ăn gì đâu nhỉ? Sao dạo này hay đau bụng thế không biết nữa? Cái gì đấy? Anh nói cho tôi. Này, anh lại cho thuốc sổ vào cà phê của chị My đúng không? Lại còn nữa. Tháng thì anh đã cho vào 5 lần rồi đấy. Nếu mà chị biết ý, thì anh đi đời nhà ma nghe chưa? Ui giời, cô lo cái gì? Không nói ra thì làm sao chị ta biết, trừ khi cô nói thôi. Nhưng mà tôi thấy anh bỏ nhiều lần lắm rồi đấy. Nhỡ chị ấy có mệnh hệ gì thì làm sao? Cô không cần phải lo. Chẳng qua lần đầu tôi không biết ấy, thì tôi cho quá tay, khiến cho chị ta nghỉ mất 2 ngày. Nhưng mà các lần sau tôi biết ý rồi, tôi chỉ cho một chút thôi. Thế bây giờ chị ta không may có đau bụng ấy, chỉ đau một chút thôi mà. Không được. Nhất quyết là không được. Anh phải dừng ngay lại đi. Thuộc rồi, tôi nghe cô. Từ giờ trở đi tôi không thế nữa được chưa? Ừ, thế còn được. Thôi, đi vào làm đi, cũng muộn lắm rồi. Đi. Mày gan lắm. Mày cứ đợi đấy. Ui, chị My ơi.
Tôi xin lỗi, chị tha cho tôi lần này đi ạ. Từ giờ trở đi tôi hứa tôi sẽ không tái phạm nữa. Chị bảo gì tôi cũng nghe, chị sai gì tôi cũng làm ạ. Chị Mỹ, xin chị tha cho tôi đi ạ. Thế lúc mà cậu làm như thế, cậu nghĩ đến hậu quả không? Cầm đấy. Chị Mỹ ơi, là do tôi chót dại, tôi không nên ấm ức, tôi không nên chút giận vào chị. Nhưng mà tôi đã không làm như thế lâu rồi. Bây giờ chị Mỹ ơi, chị tha cho tôi lần này đi ạ. Từ giờ trở đi tôi sẽ không làm trái ý chị nữa. Chị đứng lên. Tôi bảo là cậu cầm lấy. Cầm. Uống ngay đi. Rồi, bây giờ ấy thì về phòng đi. Rồi viết đơn xin thôi việc cho tôi nhé. Hả? Chị Mỹ, không phải chị bảo là tôi mà uống hết thì chị sẽ tha cho tôi mà. Tôi có nói như thế à? Sau tất cả những gì cậu làm, cậu nghĩ là tôi còn có thể giữ cậu ở công ty nữa à? Tôi đâu có ngu. Chị Mỹ, tôi đã làm việc ở công ty FM này nhiều năm rồi. Mà hơn nữa tôi cũng đóng góp không ít. Bây giờ chị mà đuổi việc tôi thì tôi biết đi xin việc đâu ạ? Đấy là việc của cậu. Cậu sẽ phải trả giá cho việc dám đùa cợt tôi. Tôi đuổi việc cậu ấy còn nhẹ lắm rồi đấy. Hay là bây giờ muốn tôi mang bằng chứng lên cho chủ tịch của cậu xem? Cút. Thế bây giờ mày có chịu làm việc không? Nếu không, tao sẽ báo chủ cắt cơm mày, không trả lương cho mày. À không, đuổi việc mày luôn. Mày sợ chưa? Ước gì tao như mày không phải lo lắng áp lực cuộc sống. Nếu mà có kiếp sau, tao sẽ đầu thai thành cái máy giặt. Cậu chủ, cậu chỉ giúp tôi cách sử dụng cái máy này thôi. Tại là nhiều nút quá, tôi không biết làm thế nào. Cái gì cơ? Một người vừa thông minh vừa đánh đá như cô mà cũng không biết sử dụng máy giặt á? Ok. Thế thì tại điều suy nghĩ đi. Tôi đây không rảnh để giúp những người khó khăn như cô đâu. Cái đồ khó người ích kỷ, không đáng mặt đàn ông à. Tốt. Như vậy là công ty đã đi vào nền nếp. Nhưng mà tôi vẫn có một thắc mắc. Không biết tại sao trưởng phòng Huy lại xin nghỉ việc nhỉ? Chuyện đó thì làm sao mà biết được. Biết đâu cậu ta về quê lấy vợ, hoặc là chuyển sang công ty khác ngon hơn thì làm sao? Cô Tú, cô và cậu Huy thân thiết nhau như thế, cô biết thông tin gì không? Dạ, em cũng biết gì đâu ạ. Anh ấy chẳng nói gì với em cả. Thôi rồi, rồi. Chuyện này tôi sẽ tự tìm hiểu. Mọi người tan họp, cậu Đức ở lại tôi giao việc. Cậu Đức, cậu ấy điều tra cho tôi tất cả những dự án mà Sĩ My đang đầu tư gần đây, và kể cả những chuyện nhỏ liên quan đến nhân sự, cậu hãy để mắt. Có gì báo lại tôi.
Dạ vâng, em nhớ rồi. Em đi làm ngay đấy. Cô nói đi. Cô đã nói gì với chủ tịch? Chị, em có nói gì với chủ tịch đâu ạ. Xin chị hãy tin em ạ. Tin cô á? Cô bao che cho cậu Huy làm chuyện như thế với tôi mà bảo tôi là phải tin cô à? Tôi không đuổi việc cô đã là may mắn lắm rồi đấy. Được rồi, thế thì từ nay tôi sẽ cho cô xuống để giữ kho, xem lúc đấy cô còn dám lên mặt với tôi nữa không nhá. Dạ, dạ vâng ạ. Em cảm ơn chị vì đã không đuổi việc em. Em hứa là sẽ không nói gì với chủ tịch đâu ạ. Tôi nói cho cô biết nhá. Đối với tôi ý, cô cũng chỉ là một con ruồi nhặng trong cái công ty này thôi. Tôi có thể giơ tay ra rồi bóc chết cô lúc nào đấy, cô hiểu chưa? Nghe rõ chưa? Hả? Em biết rồi ạ. Em xin giám đốc bỏ qua cho em lần này ạ. Xin đi. Xin làm cái gì thế ạ? Tôi chỉ đang dạy dỗ nhân viên một tí thôi. Dạy dỗ á? Ở công ty này tôi không cho phép cấp trên bắt nạt nhân viên. Tại sao chị lại đối xử với tôi như thế? Chỉ là một nhân viên nhỏ bé thôi. Cậu làm gì mà phải căng thẳng như thế? Chị nói như vậy là có ý gì? Ý của dì là nhân viên không phải con người à? À, tôi quên. Tôi vừa nghe thấy dì gọi Tú là con ruồi mà. Này, cậu đang định làm mất mặt tôi trước mặt nhân viên đấy à? Tôi là một giám đốc mà lại không thể nào dạy dỗ một nhân viên bé nhỏ được à? Chủ tịch, giám đốc, có chuyện gì vậy ạ? Hai người đều là người trong nhà cả. Có gì bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau đi ạ. Tôi nói cho dì nhớ, dì đừng có ỷ vào chức vụ của mình. Rồi muốn làm gì thì làm. Tôi nhắc lại, tôi là người nắm quyền ở công ty này, nên tôi không cho phép cấp trên bắt nạt người khác. Cậu được lắm. Để tôi xem cậu oai phong đến mức nào nhá. Cô Tố, cô không việc gì phải sợ. Cho dù gì ta có là ai đi chăng nữa thì cô cứ ngay thẳng mà sống là được. Cảm ơn giám đốc đã bênh vực ạ. Nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần. Tất cả chỉ là tức thời thôi ạ. Cô ta không biết sử dụng máy giặt thật à? Này, cô biết đây ở đâu không mà ngồi giặt đồ ấy? Xấu hết mỹ quan nhà tôi rồi. Tôi không có nhiều thời gian trêu đùa với cậu đâu. Đi chỗ khác cho tôi làm việc đi. Thì tôi cũng đâu trêu đùa cô đâu. Nhìn cô thảm hại thật đấy. Mà cũng chả biết được là thật hay là giả. Này, anh vô tâm thật đấy à? Anh thấy người khác vất vả, anh sung sướng, anh hả hê lắm chứ gì? Hả hê thật. Cái gì cơ? Này, cẩn thận tí chứ. Nước bẩn bắn hết người tôi bây giờ. Tôi nói thật cô biết nhá. Thường những người mà hay gặp xui xẻo là những người sống chả ra gì mới gặp chuyện như thế. Trông anh có vẻ đắc ý khi thấy người khác gặp nạn nhở. Thông thường thì những người như thế thường bị quả báo sớm lắm đấy. Tôi không hiểu sao bố tôi thích người hiền lành mà lại để cô ở bên cạnh. Sao thế nhỉ? Cô là người của Jimmy đúng không? Chắc là chị ta cũng dạy cho cô cái cách sống hai mặt, đúng không? Anh nói cái gì cơ? Cô bị điên à? Bẩn hết quần áo của tôi rồi. Này, anh nói như thế thì khác gì là đang chê trách bố mình đâu. Coi chừng lại bị... À mà thôi,
cô nhá. Cô nhớ mặt tôi nhá. Tôi không thèm đôi co cô nữa. Có ngày thì cho cô biết tay. Lại muốn kiếm chuyện gì nữa đấy? Cô đang nói ai đấy? Dạ, cô chủ ạ. Chả nhẽ lại là ma à? Lúc nãy cậu chủ đi ngang qua đây, cho nên là tôi chỉ nói chuyện với cậu ấy vài câu thôi, không có gì đâu ạ. À, nhắc đến cậu chủ mới nhớ ra, cái việc tôi nhờ cô ấy, đến đâu rồi? Tại sao không thể báo cáo gì? Dạ, chuyện đấy thì tôi không có gì để báo cáo ạ. Là sao? Thì lịch sinh hoạt của ông chủ vẫn bình thường, còn cậu chủ thì đi làm về là lại chui toát lên phòng, đến bữa ăn còn không thấy mặt đấy ạ. Cho nên là tôi cũng không thấy gì bất thường cả. Mình đoán quả không sai, cô ta chính là kẻ thân cận mình đi. Mình phải cẩn thận hơn mới được. Nhờ cô cũng như không ấy, đúng là cái đồ vô dụng. Rốt cuộc chị ta có ý đồ gì mà lại bảo mình theo dõi bố con ông chủ nhỉ? Tuy cậu chủ có khó gần, nhưng ông chủ lại rất tốt với mình. Bố đọc sách hả bố? Con đi đâu đấy? Bố chở con về đi ăn sáng đấy. À, con vừa đi dạo quanh vườn thôi bố ạ. Thế bố con mình đi ăn sáng bố nhé. À mà khoan đã. Dạ. Đưa bố vào phòng, bố nói chuyện riêng với con một chút. Dạ vâng ạ. Bố có lời khen ngợi con vì con đã điều hành công ty rất tốt. Từ ngày con về, mọi việc đều rất ổn. Bố cũng rất mừng vì con đã chịu nghe lời bố về Việt Nam làm việc. Bố cảm ơn con. Bố nói gì thế? Đó là trách nhiệm của con mà. Bố yên tâm đi. Bố biết là con đã vì bố cho nên mới quay trở lại Việt Nam. Nếu như bố không bị tai nạn, chắc có lẽ con đã định cư luôn ở nước ngoài rồi. Bố cũng hiểu là con đã tổn thương không ít. Nhưng có một điều bố chưa từng nói với con, rằng bố rất thương con. Bố, bố không cần phải nói những lời như thế đâu. Có chuyện gì thì bố cứ nói thẳng đi. Bố biết là con rất giận bố vì bố đã lấy Dì Mi. Nhưng con cũng thông cảm cho bố. Còn em gái con nữa, bố không thể bỏ rơi họ được. Bố muốn cho cô ấy một danh phận. Bố à, con à, tập đoàn SVM là tài sản tâm huyết của bố. Bố muốn con nắm giữ nó. Bố không tin tưởng ai khác ngoài con cả. Đúng ạ. Hóa ra từ trước đến nay ông chỉ có một mình con trai thôi. Vậy thì mẹ con tôi là cái gì? Thôi, mọi chuyện dù sao cũng qua rồi. Bố đừng nghĩ nhiều nữa. Bố hãy tập trung lo dưỡng bệnh đi. À, bố còn nguyện vọng này nữa. Bố muốn con hoàn thành nó. Chuyện gì thế ạ? Là chuyện con lấy vợ và sinh cho bố một đứa cháu đích tôn. Bố là con giật hết cả mình. Con còn cứ tưởng là có chuyện gì quan trọng cơ. Sao không quan trọng? Bố cứ canh cánh chuyện đó mãi trong lòng bao nhiêu lâu nay rồi. Nói cho bố xem nào. Con đã có bạn gái chưa? Mang về đây ra mắt bố đi. Kìa bố, con vừa mới về nước, làm gì mà nhanh như thế à? Thôi hay là để bố tìm cho nhé. Không không không, bố cứ để con tự nhiên. Chờ anh không mà tôi xuống lỗ à? Anh lấy vợ đi. Để bố còn lập di chúc cho vợ chồng con và cho cháu nội của bố nữa chứ.
Bố cứ làm như kiểu là con thèm khát cái gia tài của bố lắm. Không thèm thì tôi cũng bắt anh phải thèm. Hai bố con cứ mới cứ vui vẻ đi. Ông Đức, ông vô tình thì tôi cũng vô nghĩa thôi. Đừng có trách. Tôi sẽ giành lại tất cả những gì thuộc về hai mẹ con tôi. Ôi. À. Xem ra còn là ô xin chính hiệu đấy. Đức, rồi. Cậu đến chơi đi. Đứng im. Bật hết người tôi. Cậu cười cái gì? Định trọng quê tôi đấy à? Thì nhìn cậu ăn mặc nghiêm túc như thế này, thực sự tôi không thấy quen lắm. Nghiêm túc thì bỏ ra thôi. Chị My có làm gì cậu không? À, chắc mới nhớ. Tớ quên mất, không cảm ơn cậu. Nhờ có cậu mà tớ mới có công việc tốt như thế này đấy. Có cái gì đâu mà cảm ơn. Thì ở đây ông chủ cũng tốt. Chỉ mỗi... Mỗi sao? Mỗi cậu chủ là khó tính, khó chịu, chuyên làm khó tớ ấy. Không, làm gì có chuyện đấy. Chủ tịch nhá, vừa là người tốt tính, vừa là người tốt bụng. Tôi chơi với chủ tịch từ cái hồi mà chủ tịch chưa đi du học cơ. Không có đâu. Có thật không? Thật mà. Thôi, cậu chăm chỉ vào việc của cậu đi. Bê quần áo vào nhá. Tôi chạy lên phòng chủ tịch, tôi báo cáo chủ tịch mấy chuyện đó nhá. Thế cậu đi đi. Sao cậu ta lại đối xử với mình như thế nhở? Đúng là khó tin rồi đấy. Như vậy là mọi thứ đã tạm ổn rồi. Còn về cậu Huy, cậu có điều tra ra được gì không? Dạ, tất cả mọi chuyện là do chị My bày ra đấy ạ. Anh Huy anh làm việc cho chị My một thời gian rồi. Em nghĩ cũng chỉ đùa cợt thôi. Mặt khác muốn đuổi anh Huy đi là đỡ bị chủ tịch phát hiện, với cả là tránh đêm dài lắm mộng. À thì vậy sao? Chủ tịch ơi, chúng ta có nên gọi anh Huy về làm việc lại không ạ? Chưa cần thiết. Thời gian này cậu tiếp tục theo dõi chị ta thêm thời gian nữa. Vâng. À mà này. Dạ. Vừa nãy tôi thấy cậu nói chuyện với cô Xin nhà tôi có vẻ thân quen lắm đấy. Ý anh nói An ạ. Cô ta tên là An sao? Tôi còn chưa biết tên cô ta đâu. Dạ vâng ạ. An là bạn thân của em ạ. Cái gì? Bạn thân của cậu á? Dạ vâng ạ. Chắc chủ tịch không biết rồi. An có hoàn cảnh đáng thương, thế cho nên em mới xin vào đây làm đấy ạ. Chứ không phải là dì My tuyển cô ta vào đây à? Dạ không ạ. Chuyện là như này. Dạ thưa anh, là chị My nhờ em tìm giúp cô xin đấy ạ. Em thấy An có hoàn cảnh đáng thương, thế cho nên em bảo cô ấy vào đây làm. Thế hoàn cảnh cô ấy thế nào? Dạ thưa anh, hoàn cảnh cô ấy như thế này ạ. Thế là cô ấy đồng ý vào làm, thế em kéo cô ấy vào làm luôn. Kể ra cô ta có hoàn cảnh đáng thương nhỉ. Mình đã hiểu nhầm cô ta rồi. Xem ơi, đến giờ em phải có việc với khách hàng rồi, em xin em đi trước đấy ạ. Sếp! Em nói gì đấy? Em xin phép em đi trước, khách hàng gọi điện cho em. À, cô đi đi. Rồi vợ em xin phép sếp ạ. Ông chủ. Thôi, cô nín đi có được không? Khóc mãi thế. Tôi lo cho ông chủ tôi ạ. Mà tôi bó tay cô thật đấy. Cô trông bố tôi kiểu gì mà để bố tôi ngã bờ sông đấy. Bất cẩn quá đi mất. Ông chủ bảo tôi đi lấy nước. Tôi vừa mới quay đi thì ông chủ ngã ra đấy. Lại còn lên cơn đau tim, làm tôi sợ quá. Thôi được rồi, dù sao thì bố tôi cũng khỏe rồi. Cô nín đi, đừng khóc nữa. Ổn nào chết được.
Xin lỗi cô chủ ạ. Xin lỗi mà xong ạ? Tôi đủ rồi. Dì không nhìn thấy bố tôi đang nghỉ ngơi à? Anh ơi, anh có sao không? Bác sĩ nói không sao. Cũng may là đưa đến viện kịp thời. Nếu không thì nguy hiểm đến tính mạng rồi. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi và khỏe lại thôi. Bố. Anh tỉnh rồi à? Anh có sao không? Anh đâu? Ông chủ, ông tỉnh lại rồi à? Sao anh lại tìm nó làm gì? Ông cảm ơn con. Con đã cứu ông. Dạ, không sao đâu ạ. Ông tỉnh lại là con mừng lắm rồi ạ. Có chuyện gì thì anh nói luôn đi. Sao phải hẹn tôi ra những nơi như thế này? Thôi rồi, tôi không vòng vo nữa. Con xe hợp đồng này đi. Hợp đồng hôn nhân? Đúng vậy. Bố tôi muốn tôi kết hôn với cô. Kết hôn với tôi sao? Ông ấy nói chính cô là người đã cứu ông ấy thoát chết. Cảm ơn cô nhé. Thì trong tình thế đó tôi phải làm như thế mà. Hơn nữa ông ấy còn nói cô là một cô gái thông minh, tốt bụng. Ông ấy muốn tôi cưới cô làm vợ, nhìn bề ra thất. Thế cho nên ngày hôm nay tôi hẹn gặp cô để thỏa thuận về bài hợp đồng này. Tôi với anh... Anh muốn kết hôn với tôi sao? Chỉ là trên mặt pháp lý thôi. Chúng ta sẽ ký hợp đồng hôn nhân. Tôi muốn bố tôi yên tâm chữa bệnh. Cô đồng ý không? Tôi không thích. Không việc gì tôi phải làm như thế. Cô nói thật chứ? Thứ nhất, tôi muốn bố tôi vui vẻ để có tinh thần chữa bệnh. Thứ hai, bố cô cũng cần tiền để phẫu thuật. Có phải như vậy không? Sao anh biết? Chưa cả cô tôi đã biết cả rồi. Chúng ta sẽ ký hợp đồng 2 năm. Tôi sẽ trả cho cô một khoản 500 triệu. Sau khi ký hợp đồng, tôi sẽ trả trước cho cô 50% giá trị hợp đồng. Số còn lại tôi sẽ thanh toán cho cô sau khi hết hợp đồng. Đôi bên cũng có lợi, rồi sao? Ý anh là chúng ta chỉ giả vờ làm vợ chồng, ngoài ra không làm gì hết. Cô nghĩ chúng ta có thể làm gì khác? Có vẻ như cô không có hứng thú với bản hợp đồng này lắm. Được rồi, thì cô. Anh chờ tôi một chút. Tôi đồng ý. Tôi xem đi.